Ngày 29 tháng 3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng khi mà Israel ngăn cản hoạt động viện trợ từ các khu vực lân cận vào vùng lãnh thổ này. Trên đường phố tại dải Gaza, trong các khu chợ, đồ ăn thức uống để phục vụ cho người dân dường như là không có. Không ít người dân phải xếp hàng để mua rau nát và trứng thối. Chúng tôi không có gì để ăn cả. Tôi chỉ có thể mua cỏ dại về chế biến. Chúng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Tôi đã phải đi bán nhiều thứ để lấy tiền đi chợ, nhưng số tiền này vẫn không đủ. Tôi đã bị giảm 20 cân rồi. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, OCHA nhấn mạnh sự cần thiết phải phân phối đủ viện trợ lương thực thông qua các tuyến đường bộ để cứu mạng nhiều người, đặc biệt ở các khu vực phía bắc dải Gaza. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine cảnh báo nguy cơ Israel liên tục từ chối thực thi nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.